Xin chào anh em đã quay trở lại với Tà Bóng Đá TV. Chúng ta hãy cùng đến ngay với trận đấu bù vòng 8 giải Ngoại hạng Anh giữa Manchester United và Leeds United. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ thứ năm ngày 9 tháng 2 trên sân vận động Old Trafford của Quỷ Đỏ thành Manchester sau trận thất bại 2-3 trước đội đầu bảng Ngoại hạng Anh là Arsenal. Man United đang dần lấy lại cảm hứng của mình bằng các chiến thắng 3-0 trước Nottingham Forest và 2-1 trước Crystal Palace. Đáng chú ý, tiền đạo Marcus Rashford tiếp tục phong độ hủy diệt của mình kể từ sau World Cup. Anh đã có 11 pha lập công trong 12 trận đấu cho nửa đỏ thành Manchester. Sự thăng hoa của tiền đạo người Anh là lý do chính cho những chiến thắng rực rỡ của MU. Tại Ngoại hạng Anh, đoàn quân của thầy trò Erik ten Hag hiện đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Họ có được 13 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ để thua 5 trận mà thôi. Sau giai đoạn đầu mùa khó khăn, ông thầy người Hà Lan dường như tìm được công thức chiến thắng cho riêng mình. Lối đá hiện tại mà ông áp dụng tại MU dường như rất đơn giản nhưng lại hiệu quả. Nếu xét đúng thực lực thì nhân sự của MU không hề tệ, chỉ có một vài con sâu làm giàu nồi canh mà thôi. Nếu cứ tiếp tục giữ được phong độ này, việc MU trở lại với phong độ đỉnh cao là hoàn toàn có thể xảy ra. Một vị trí trong top 4 sẽ là mục tiêu kiên quyết với MU ở mùa giải năm nay. Leeds United dưới tay Jesse Marsh giờ đây đã khác. Không còn pressing điên cuồng như dưới thời Marcelo Bielsa nữa, Leeds giờ đây đã thi đấu thực dụng và rình rập hơn rất nhiều. Nhưng sự thay đổi này vẫn chưa giúp họ cải thiện được vị trí của mình khi đang xếp thứ 17 trên bảng xếp hạng với 4 trận thắng, 6 trận hòa và 10 trận thua. The Peacock tiếp tục rơi vào khủng hoảng khi chưa thể giành chiến thắng trong 5 trận đấu gần nhất. Cụ thể họ đã hòa 3 và thất bại 2 trước những đối thủ ngang sức như Nottingham và Aston Villa. Hàng công vẫn đang thi đấu tương đối tốt với 26 bàn thắng, nhưng hàng thủ lại là điểm yếu khiến họ liên tục đánh rơi điểm số. Dẫn đầu danh sách ghi bàn tại câu lạc bộ chính là Rodrigo Moreno với 10 bàn thắng. Tuy vậy, những bàn thắng của Rodrigo thường là những pha tự làm tự ăn. Vì nếu như anh em nhìn sang những cầu thủ kiến tạo, Jack Harrison và Aronson cũng mới chỉ lần lượt 4 và 2 đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội. Tỷ lệ nhà cái đưa ra trận đấu này là MU trừ 1.25. Anh em hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào thầy trò Erik ten Hag khi cả phong độ và thành tích đối đầu trong quá khứ đang ủng hộ họ. Tỷ lệ tài xỉu trận đấu là 3. Khán giả hoàn toàn thể trông chờ vào một trận đấu nhiều bàn thắng khi cả hai đội đều sở hữu hàng phòng ngự phong độ thấp. Dự đoán 3-1 cho Man United. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tà Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.